Đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một nam nghệ sĩ đẹp trai, phong độ. Đây là một ca nhạc sĩ nổi tiếng nhờ hàng trăm bài hit do chính mình sáng tác. Khán giả ưu ái gọi anh ta bằng bốn chữ là ông hoàng nhạc sến, Ngọc Sơn. Tuy là mình là hết là trẻ nhưng mà mình rất thích dùng nhạc trữ tình, nên là mình hy vọng sẽ thấy ca sĩ Ngọc Sơn tham gia trong chương trình này. Mình rất là thích ca sĩ Ngọc Sơn tại gia đình khắp nơi. Ba ơi, nếu mà con tìm ra ba, ba đừng giận con nha. Được trước ba không đâu tìm ra con, ba không đâu tìm ra con, ba không đâu tìm ra con đâu. Năm nay đã có cơ hội để trình diễn trong chương trình Ca sĩ Giấu Mặt, Ngọc Sơn vui lắm. Cảm ơn chương trình đã cho Ngọc Sơn có cơ hội để gặp đại gia đình dấu yêu. Kính chúc cả nhà dấu yêu đại gia đình có những niềm vui và có những giây phút say sưa, mê đắm, chìm đắm trong chương trình Ca sĩ Giấu Mặt. Yêu mãi thôi, yêu em đồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại chi em ơi. Yêu anh nhé. Người anh yêu hơn. Và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại chi em ơi. Yêu anh nhé. Người anh yêu ơi. Em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em. Cùng dành một tràng pháo tay nữa cho danh ca Ngọc Sơn cùng với tất cả nghệ sĩ tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, kế bên cạnh Trường Giang là anh ba Ngọc Sơn thì cũng có một anh ba nữa, đó chính là danh hài Tấn Bèo. Xin giới thiệu ca sĩ Lâm Vũ. Xin giới thiệu ca sĩ Quách Tuấn Dương.
Đứng bên phải Dương Trang là ca sĩ Kale John. Và nữ nghệ sĩ, nữ ca sĩ đeo mặt nạ, ca sĩ Uyên Trang. Cái bên Dương Trang là ca sĩ Lương Gia Huy. Doanh nhân ca sĩ Michael Lang. Và giọng ca trữ tình Dương Ngọc Thái. Ngày hôm nay, ngoài sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời nổi tiếng, có gia đình, có học trò và đặc biệt là mẫu thân của danh ca Ngọc Sơn, cảm ơn cô rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ mời các anh chị em nghệ sĩ về chỗ ngồi và chúng ta sẽ có một câu hỏi nhỏ dành cho tất cả mọi người. Xin mời. Xin hỏi anh Ba, Ba có cảm giác như thế nào vì ngày hôm nay xuất hiện ở đây? Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Thương hiệu. Rất là vui và vô cùng hạnh phúc được tham gia chương trình Ca sĩ Giấu Mặt. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Ngọc Sơn được gặp gỡ đại gia đình khắp nơi. Và đứng với một MC rất là duyên dáng, rất là tình cảm. Cảm ơn rất nhiều, Ngọc Sơn rất là vui và hồi hộp vô cùng. Chúng tôi quý vị thân mến, chương trình Ca sĩ Giấu Mặt là một chương trình mà chúng tôi dành sân chơi cho các bạn trẻ yêu mến chương trình và yêu mến thần tượng của mình đến để tham gia, để thi thố và các em đó sẽ có may mắn hay không để giành được giải quán quân, đó là 300 triệu đồng tiền thưởng. Đây cũng là chương trình mà chúng tôi tôn vinh nghệ sĩ, ôm lại cái chặng đường mà họ đã trải qua. Thì ngày hôm nay cũng có mặt ở đây là những nghệ sĩ khách mời nổi tiếng. Họ là những người anh em thân thiết, có những người là cùng trang lứa, có những người là hầu hết là đàn em và là con của anh Ngọc Sơn. Thì bây giờ mỗi người sẽ có hai từ để nói về anh Ba Ngọc Sơn. Đầu tiên mời anh Ba Bèo, danh hài Tân Bèo. Tân Bèo và Ngọc Sơn thì không có xưng hô như những người khác. Tại vì đó là cái từ của Ngọc Sơn và Tân Bèo đã sử dụng trong lúc đi diễn chung. Trong thâm cung bí sử mà không ai biết, chỉ Ngọc Sơn và Tân Bèo hiểu. Cho nên là xưng hô là Vương Gia. Vương Gia xin kính chúc Hoàng Thượng lúc nào cũng sức khỏe, dồi dào, đem lại những tiếng hát, gửi những bài hát hay nhất đến với đại gia đình thân yêu nhất của Hoàng Thượng. Đa tạ Vương Gia và đại gia đình. Đó là người anh Tấn Bèo cho là hoàng thượng của đời mình. Yên Trang. Để nói về anh Ngọc Sơn thì Yên Trang nghĩ là chỉ có hai từ tuyệt vời dành cho anh thôi ạ. I love you. Tuyệt vời. Ba Ngọc Sơn là một người trước kia là thần tượng của Thái. Và sau đó thì là ba của Thái. Hai từ mà Thái muốn nói đó là kính trọng. Kính trọng. Cảm ơn Dương Thái. Dù như thế nào thì Quách Tuấn Du cũng muốn được trân trọng cảm ơn ba rất là nhiều đã cho con có một tình cảm và được gọi tiếng cha suốt nhiều năm qua. Một ngày làm cha và suốt đời cũng là cha. Love you ba. Anh Ngọc Sơn là một người cha, là một người anh trân trọng trong rất mọi công việc của Michael Lang và trong ca hát cũng vậy. Và gửi đến ba Ngọc Sơn lời chào kính trọng. Khi mà Long Vũ được may mắn biết thầy Ngọc Sơn thì thầy Ngọc Sơn lúc nào cũng dạy cho Long Vũ từng cái một. Bây giờ để nói tới thầy Ngọc Sơn, Long Vũ cũng có hai từ thôi là kính thầy. Kính thầy. Dạ. Cảm ơn Long Vũ. Linh Huy rất là hâm mộ thầy từ những tháng ngày còn ở quê và đi chăn trâu cắt cỏ cũng đã nghe nhạc của thầy. Con chỉ xin nói hai từ ngắn gọn. Nể trọng. Xin cảm ơn. Nể trọng. Và bây giờ xin mời Kale John. Kale chỉ có hai từ thôi, đó chính là cảm ơn thầy. Nói về nhạc mà riêng mà anh Ngọc Sơn sáng tác thì ở đây không ai không thuộc. Bất chợt ai đó kêu Duyên Giang hát ba bốn bài hát được liền. Dễ mà, trong tay không tiền đời mấy ai thương. Quá dễ. Trả lời em yêu chiếc khăn ngày nào. Em ơi đêm nay con chẳng nghe chưa chứ mi. Nhiều lắm, em thuộc hết. Nhạc của anh là em thuộc hết. Về anh Sơn mà nói về những bài hit thì có thể bốn số vẫn chưa hết những bài hit. Nhưng mà chương trình có giới hạn, mỗi người chỉ được làm một số duy nhất mà thôi. Riêng Trường Giang số nào cũng có. Và bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào chương trình Ca sĩ Giấu Mặt mùa thứ 3. Ca khúc được chọn dành cho vòng chơi đầu tiên này là ca khúc được mang tên Vầng Trăng Cô Đơn. Cái video clip này mình thực hiện lâu chưa anh? Video này thực hiện năm 2007. Xin phép hỏi anh là vì sao tới giờ chưa lấy vợ mà vẫn còn Vầng Trăng Cô Đơn? Cái số may không được may mắn trong tình yêu, cho nên với suy nghĩ đến tình yêu mới yêu thầm thôi, thì người yêu vòng vòng đi lấy chồng hết trơn, thành ra mình thành Vầng Trăng Cô Nhưng Đơn. Nhưng mà trên video clip vừa rồi tất cả mọi người đều thấy có rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng của showbiz. Ví dụ như ở đây có Lâm Vũ, ngày xưa quá đẹp trai.
Ngày xưa nhìn chị không nổi luôn. Là hồi xưa lúc đó là cái fashion mà tóc tai bù hai mái lúc đó là rất là đẹp trai. Cái lúc đó là modern, cái lúc rất là đẹp. Bây giờ nó khác rồi, có thể là nhìn lại nó không đẹp thôi chứ lúc đó rất là đẹp. Mình không đẹp. Nói tóc, mình nói cái mặt thôi. Cái mặt của nó cũng đẹp, lúc đó tôi rất là trẻ, lúc đó tôi mới có 22 tuổi, tôi trẻ lắm. Ồ, lúc đó là 22 tuổi hả anh ba? Lúc đó 32 nè. Khả năng nhảy của anh ba Ngọc Sơn quá đỉnh. Bây giờ em hỏi cái, ai chỉ cho anh nhảy, anh học ở đâu? Đi ngang quán cà phê thấy người ta chiếu Michael Jackson thì Ngọc Sơn học lóm chứ không có tiền để mua tivi, làm gì có tiền để mua tivi về dạ, xem đúng rồi. Học lóm từng bước nhảy và những cái động tác nhảy của quốc tế nữa, những động tác rất là lạ dạ. kết hợp cái đầu gối, cái chân, thí dụ cái này cái chân đầu gối và cái gối phải chịu lực cực mạnh chứ không phải giống như này. Hay quá. Kính thưa quý vị thân mến, như anh ba Ngọc Sơn nói là nhảy ai cũng có thể học nhưng không phải ai cũng có thể nhảy. Ví dụ giờ đưa Dương Ngọc Thái nhảy chết quật, đúng không? Không bao giờ được. Nhưng ở đây có người nhảy không thua anh đâu, đó là anh ba Tấn Bèo đó. Bây giờ xin phép mời hai anh ba lên đây để xem trình độ và đẳng cấp về nhảy nhót ai giữ hơn ai. Xin mời anh ba Tấn Bèo. Ai là người chiến thắng sẽ mang về một danh hiệu là cặp chân vàng. Bảy, anh không thể có danh hiệu được. Ai là người chiến thắng sẽ mang về gọi là những bước chân thần tốc. Sao làm những chuyện khó chi vậy anh? Ai là người thua? Tại vì em biết người sẽ thua mà, anh hiểu không? Sao em làm những chuyện khó đối với anh chi vậy? Ai là người thua sẽ mang về danh hiệu cặp chân cùi bắp. Đó, cái đó là cũng danh dự. Danh dự. Chân cùi bắp không phải là bình thường. Chân bắp chuối là có, mà chân cùi bắp là không có. Tất cả đã sẵn sàng. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt khi âm nhạc bắt đầu. Còn bây giờ chúng ta cũng chờ đón một màn song đấu. Hai người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chưa. Anh làm gì nữa? Anh từ nhảy kiểu gì hả? Chuẩn bị phải cái kiểu gì? Âm nhạc lên cứ thế mà nhảy. Tất cả mọi người đều sẵn sàng và bây giờ màn song đấu. Hồi đó giờ có thấy anh nhảy chưa? Trời ơi, người ta giới thiệu mà cản hoài. Kính thưa, thấy rồi thì thôi. Và bây giờ thấy rồi thì màn thôi đi. Song đấu chuẩn bị bắt đầu. Bắt hại đời tao hoài. Hại đời tao hoài. Hại đời tao hoài. Xin mời âm nhạc. Nhạc gì? Ồ. Đừng có làm tôi sợ. Tôi không sợ đâu. Cái gì vậy? Trời ơi. Không mang kiến là sợ rồi. Còn mang kiến nữa. Chơi, chơi luôn. Không cỡ này không? Xuống luôn nè. Đó. Cảm ơn anh ơi, qua bên đây đi, tụi em đã chuẩn bị một cái bình thở oxy rồi. Trời ơi, có phải tôi không? Kính thưa quý vị thân mến, như quý vị đã thấy bên tay trái Trần Giang đó chính là anh Ba Ngọc Sơn với vũ điệu của Michael, và bên tay phải của Trần Giang là anh Ba Tấn Mèo nhảy không với vũ điệu của Đuông Dừa. Như vậy là cái danh hiệu gọi là cặp chân cùi bắp đã thuộc về danh hài Tấn Bèo. Xin chúc mừng anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đây em dìu anh xuống. Riêng cái phần lăn hồi nãy là phần hấp dẫn nhất của chương trình, mà cái phần nói chung là cái giò lăn thì có lúc nó cũng bị kẹt rồi. Bây giờ sẽ là lúc anh Ba Ngọc Sơn bước vào bên trong cùng với năm thí sinh. Mỗi ô cửa là một thí sinh và dĩ nhiên không ai biết ai đang đứng ở vị trí nào. Khi giọng ca nào cất lên, đèn ở ô đó sẽ bật sáng. Chúng ta không biết người đó là ai và cũng không biết anh Ba Ngọc Sơn đang đứng ở đâu. Nhiệm vụ của những vị khách mời và khán giả ở đây là lắng nghe, sau đó ghi nhớ ô số. Ở vòng thi đấu đầu tiên này, hãy bấm nút bình chọn cho giọng ca mà mọi người nghĩ rằng không giống Ngọc Sơn nhất. Tất cả đã sẵn sàng. Xin mời anh Ba vào bên trong.
đừng khóc, đừng buồn nghe em, chỉ làm cho thêm đớn đau. Tàn đêm nay là mình chia tay, một người xa cách phương trời. Tình lẻ một người sáng sớm, một người lẻ rơi đứng trời. Em ơi, còn gì cho nhau, hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Em mơ đêm nay vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương mình anh cô đơn trốn đây, ngày mai em ra đi chôn giấu bao kỷ niệm trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. Xa rồi những tháng ngày vui, xa rồi dấu yêu thua nào. Xa rồi em nhớ gì không, hay em chìm đắm trong tình mơ. Vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương mình anh cô đơn trốn đây, ngày mai em ra đi chôn giấu bao kỷ niệm trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. 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 Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là 6 giọng ca trong 6 ô cửa đã cất lên. Những người học trò của anh Ngọc Sơn thân mến, giọng của thầy mình mà không nhận ra thì học làm gì nữa. Giọng của ba mình không nhận ra thì ba má gì nữa. Đó. Riêng về Dương gia có thể bị trút ngôi đó. Chúng ta sẽ hỏi nhẹ Dương Gia Pèo, theo anh nghĩ giọng ca ở ô nào hát không giống anh ba Ngọc Sơn nhất? Ô số 5 là anh thấy ca thì ca thôi, nhưng mà cái chữ không giống của Ngọc Sơn. Cảm ơn anh. Vô nghĩ sao? Người hát không giống ba nhất là ô số 4. Còn chúng tôi không hỏi ba anh đang ở đâu. Chúng tôi không quan tâm. Rồi, quyết định là người mà hát không giống nhất là ở ô số 4. Mỗi người một ý kiến. Bây giờ hỏi thêm một người nữa trước khi chúng ta đi tìm bình chọn. Mời Uyên Trang. Theo Uyên Trang, ai hát không giống anh ba Ngọc Sơn? Theo Trang thì ô số 5 là có cái chất giọng không giống anh ba nhất. Uyên Trang bên phe của anh Bèo. Có thể sẽ ôm hận. Bây giờ chúng ta hãy xem một cái quyền nữa, đó là quyền bình chọn. Sẽ có bao nhiêu người bình chọn cho thí sinh sau mỗi ô cửa, chúng ta sẽ được biết ngay sau đây. Xin mời. Và như vậy là thời gian dành cho bình chọn đã kết thúc. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm lượt bình chọn dành cho thí sinh sau mỗi ô cửa. Xin mời. Ô cửa đầu tiên, tấm lượt bình chọn đó chính là và bây giờ là lượt bình chọn dành cho ô cửa số 2. Bây giờ lượt bình chọn dành cho ô cửa số 3. Bây giờ là ô cửa thứ 5.
Như vậy hiện tại chúng ta nhìn lên trên sân khấu cũng có thể biết thí sinh trong ô cửa nào sẽ là người dừng cuộc chơi. Kính thưa quý vị thân mến, sinh con ra là mẹ, dạy con lớn là mẹ, nuôi nấng con là mẹ, trở về khóc bên con cũng chính là mẹ ôm con. Chúng ta hãy cùng hỏi thân mẫu của anh Ngọc Sơn vài điều. Dạ, cô nghe tất cả mọi người hát rõ đúng không cô? Thì theo cô, anh Sơn đang ở ô cửa số mấy? Dạ, cửa số 2. Cô chắc không? Chắc. Vì sao cô nghĩ rằng con trai cô đang ở ô cửa số 2? Tại vì nghe giống. À, tức là giống thôi chứ mà anh Sơn đúng không? Đúng Ngọc Sơn. Đúng Ngọc Sơn mà giống nữa. Dạ, dạ. Ủa vậy anh Sơn đang ở đâu? Dạ, cửa số 2. Là chắc chắn là anh Sơn không cô hả? Dạ. Nếu lỡ bây giờ anh Sơn bước ra từ ô cửa số 5, hoặc ô cửa số 6, hoặc ô cửa số 1, số 3, hoặc số 4, những ô đó không phải anh Sơn, thì anh sẽ buồn lắm. Dạ, anh Trần Ngọc Sơn ở số 2. Chắc chắn không thay đổi. Như vậy là người mẹ thân yêu của anh Sơn khẳng định anh Sơn sẽ là ô cửa số 2. Theo tất cả quý vị nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay, anh Ba Ngọc Sơn đang ở ô số mấy? 3, 2, 1. Kính thưa quý vị, cuộc sống này cái gì cũng có thể xảy ra. Người bước ra từ ô cửa mà phải dừng ở vòng thi đấu đầu tiên là ai? Và ca sĩ chính Ngọc Sơn sẽ bước ra từ ô cửa số mấy? Xin mời. Đây là ô cửa có thí sinh phải dừng cuộc chơi ở vòng chơi đầu tiên. 3, 2, 1. Xin mời. Ô, Ngọc Sơn. Ngọc Sơn. Không phải hả? Đây không phải là ca sĩ Ngọc Sơn, nhưng không có nghĩa là mọi người đang đoán trúng. Biết đâu bên trái sao, hoặc là bên phải sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Xin mời ô cửa, hãy mở cửa để anh Ngọc Sơn bước ra. 3, 2, 1, xin mời. Anh thấy không anh Ba? Cái giọng anh nó quá đỉnh rồi. Anh hát một cái, anh không cần nói, chỉ cần thở, người ta cũng biết anh ở đâu. Anh nghĩ sao về các bạn này? Hồi nãy anh ở trong anh nghe rồi. Vừa nãy anh thấy anh nghe hát giống lắm, anh cũng giật mình. Anh nghĩ là chắc mọi người khó nhận ra lắm. Đây là người hát giống Ngọc Sơn nhất đó. Rồi bây giờ bạn hãy giới thiệu bạn thực sự là ai. Mình tên là Thế Anh, nghề nghiệp là kiến trúc sư, hiện đang công tác ở Bình Dương. Từ khi bạn sinh ra là có cái giọng giống anh Ba hay là bạn có một chút năng khiếu rồi bạn cố tập? Bản chất là cái dây thanh quản với là cái giọng của em không có giống. Nhưng mà chắc hồi nhỏ cứ nghe rồi cái hát theo rồi mê, rồi cái chắc cũng giống chút. Cái may mắn nó chưa đến thôi, chứ không phải là bà hát không giống. Bây giờ em không may mắn phải dừng lại ở vòng thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên chúng ta còn gặp nhau ở cuối chương trình. Em có một cơ hội là hát trước mặt quý vị khán giả xem đài. Đặc biệt nữa là có các anh chị ca nghệ sĩ. Đặc biệt nữa là đứng bên cạnh thần tượng mình để hát. Bài hát bạn chọn sẽ là bài hát gì? Em kính mời anh Ba song ca với em. Bài hát Biết Nói Gì Đây, bài hát do anh Ba sẽ... Bây giờ bạn có muốn một ngày nào đó anh Sơn sẽ là người trực tiếp chỉ dạy bạn hát không? Em là em mê anh Sơn từ hồi nhỏ xíu. Cho nên nếu bây giờ mà có cơ hội mà anh Sơn nhận em thì chắc là rất là không có nỗi hân hoan nào mà vui bằng. Nói làm sao cho ảnh nhận đi. Cái này là không thể nói bằng lời được luôn. Nhưng mà nói thiệt, nếu mà được là thầy nhận học trò làm đệ tử học trò rất là vui mừng, rất là hạnh phúc. Những người học trò Ngọc Sơn đã nhận. Đầu tiên Ngọc Sơn tiên học lễ hậu học văn. Ngọc Sơn thấy con người đó phải có đạo đức, phải lớn hơn cả cái tài của mình. Là thầy đã thấy em là đã từ lâu rồi, đã quý mến. Thôi hôm nay có sóng truyền hình, thầy sẽ nhận em là học trò. Và từ nay trở đi sẽ là... Hay quá. Mời thầy xin em. Mời anh Tấn Bèo, anh có ý kiến gì không ạ? Chúc mừng em là trở về với đại gia đình của Ngọc Sơn. Và anh xin báo cho em biết, nếu em học Ngọc Sơn về giọng hát, cái kỹ thuật điêu luyện của Ngọc Sơn, thì còn nếu mà nhảy thì kiếm anh nha. Vương gia nhớ truyền nhảy nha, mấy cú nhảy lắc mông của Vương gia rất là lăng hả? Lăng anh nhảy cú anh, cái chuyện đó lăng. Của anh nhận cái phần dạy nhảy cho em út nó rồi thôi nha. Chúc mừng Thế Anh, từ hôm nay sẽ là học trò
của thầy Ngọc Sơn. Như vậy là chúng ta vừa trải qua vòng chơi đầu tiên và Thế Anh là người dừng cuộc chơi ở vòng thi thứ nhất. Bây giờ sẽ là vòng chơi thứ hai. Và dĩ nhiên một ô cửa sẽ được tắt đi. Vị trí tiếp tục thay đổi. Anh Ngọc Sơn một lần nữa ở ô cửa nào? Không ai hay biết. Ai sẽ là người bước ra từ ô cửa nào sẽ bắt đầu hấp dẫn từ vòng thi đấu thứ hai. Và ở vòng này, quý vị tiếp tục bình chọn cho người hát không giống Ngọc Sơn nhất. Ca khúc được chọn mang tên chỉ có một chữ thôi. Ca khúc có tên là Tiền. Trong tay không tiền đời mày ai thương. Những lúc có tiền nhiều kẻ ghét gây. Bao đêm ngao ngán thở dài, nhìn lên mà hỏi ông trời. Giờ tôi biết sống làm sao, trời ơi. Bây giờ em hỏi anh ba, cái bài này anh sáng tác năm nào? Bài Tiền Ngọc Sơn sáng tác 2009. Lúc đó em là một trong những người nghe đầu tiên. Anh không nhớ nhưng em nhớ. Có một lần em diễn ở trong đồng, lúc đó em diễn với lại các anh chị. Mọi người diễn về hết rồi thì em là người qua cái phòng kế bên. Anh ba mới qua, mọi người nói anh ba ngồi lại cho em. Anh không, tôi uống miếng nước tôi về. Đó, trong cái anh ba nói, có bài hát mới, có bài hát mới. Hát cho nghe, có bài hát mới. Thì bà mới hát mấy câu, trông thấy không tiền đời mấy ai thưa. Em xem sao là hay quá, nói anh bài, sao không ra album. Chưa, từ từ đi. Dạy bữa nữa. Và cũng rất là tự hào mà là một trong những người được nghe cái bài đó đầu tiên. Bây giờ anh hát nhẹ nhẹ cho Dương Gia đoán xài cái được không? Hát nhỏ nhỏ thôi, ví dụ. Trong ta không tiền đời mấy ở thưa. Vẫn nhận ra, Dương Gia vẫn nhận ra. Thôi được rồi, nhiều khi bài vô trong kia mới bung, giờ vẫn còn giấu. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và bây giờ mời anh ba Ngọc Sơn bước vào bên trong. Trong tay không tiền đời mấy ai thương. Những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh. Bao đêm ngao ngán thở dài, nhìn lên mà hỏi ông trời. Giờ tôi biết sống làm sao, trời ơi. Ông trời vẫn mặc làm ngơ, vì đời không giống trong mơ. Kiếp người phần số riêng ai, trần gian là cõi đó đầy. Thì cớ sao gây oán thù, vì danh lời mà đau. Vì kiếm tiền phụ nhau, nhưng khi có tiền thì tiền cũng có. Lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi. Vì một chữ tiền mà thôi. Và kính thưa quý vị, tất cả mọi người đã nghe rất rõ ràng. Những giọng ca rất giống anh Ngọc Sơn. Sau khi chúng ta bình chọn nửa bài hát còn lại, tất cả mọi người sẽ bước ra đây hát với nhau. Lúc đó chúng ta sẽ biết ai bước ra từ ô cửa nào. Và anh Ngọc Sơn là số mấy? Bây giờ hỏi anh Michael Lan, theo anh nghĩ ô số mấy hát không giống anh Ngọc Sơn? Tất cả các ô đều hát rất giống Ngọc Sơn, mà chỉ có lựa chọn một thôi. Thì Michael Lan chọn số 2. Cảm ơn anh, vì sao? Người nghe biết rất là rõ. Trong cái từng cái chép và cái nhả từ Ngọc Sơn thì chắc chắn là khó. Thầy gắn nguyên cái âm ly vào người rồi, thế nên cái độ vang của thầy là dễ nhận ra lắm. Mà chỉ được chọn một số thôi đúng không? Đúng vậy. Số 3 hát không giống. Kheo Giót nghĩ là số mấy hát không giống? Kheo nghĩ là số 4 là hát không giống nhất. Vì âm thanh hơi bị u, nó không có thoát ra. Có một người nãy giờ vẫn ngồi điềm tĩnh. Đó là nghệ sĩ
Thắng Bền. Tuy nhiên chúng ta sẽ không hỏi anh ấy, để cho anh ấy điềm tĩnh thêm chút nữa, chứ giờ vẫn còn hoang mang lắm. Bây giờ là thời gian dành cho Bình chọn. Xin mời. Và như vậy là thời gian dành cho Bình chọn đã kết thúc. Ngay sau đây, nửa bài hát còn lại, xin mời. Trong tay không tiền đời mấy ai thương. Trong tay không tiền đời mấy ai thương. Bao đêm ngao ngán thở dài, nhìn lên mà hỏi ông trời. Giờ tôi biết sống làm sao, trời ơi. Ông trời quạnh mặt làm ngơ, khi đời không giống trong mơ. Kiếp người phận số riêng ai, trần gian là khói đoà đầy. Như cớ sao gây oán thù, vì danh lời mà đau, vì kiếm tiền phù nhau. Nhưng khi có tiền thì tin cũng có, lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, đi một chữ liền mà ôi. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ liền mà cảm ơn mọi người rất là nhiều. Như vậy là tất cả mọi người đã bước ra từ trong ô cửa. Và dĩ nhiên ca sĩ Ngọc Sơn bước ra từ ô cửa số 1. Chúng ta hãy cùng chờ xem bao nhiêu lượt bình chọn dành cho mỗi ô số. Như vậy chỉ có 5 lượt bình chọn dành cho ô cửa số 1 của ca sĩ Ngọc Sơn. Và bây giờ là 27 lượt bình chọn. Số lượng bình chọn rất cao. Thí sinh ở ô cửa số 4. Và 24 lượt bình chọn đã thuộc về thí sinh đứng sau ô cửa số 5. Bây giờ còn lại 16 lượt bình chọn và 28 lượt bình chọn. Chúng tôi đã nhận được thông tin trên đài vũ trụ gửi về dưới sự điều khiển của cơ trưởng Lâm Vũ, cơ phó Quách Tân Du. Và thông tin chúng tôi nhận được 28 lượt bình chọn đau lòng phải thuộc về vị trí số 3. Không sao hết, cuộc sống mà, tiễn đưa ngàn dặm rồi cũng phải chia tay. Mời các bạn còn lại chúng ta vào bên trong chuẩn bị. Và như vậy là vị trí thứ 3 đã phải dừng lại ở vòng này. Mời bạn tự giới thiệu về mình. Vâng, em xin tự giới thiệu về mình. Tên em là Nguyễn Viết Hùng. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Năm nay mình có gia đình chưa anh? Vâng, em cũng báo cáo với anh Trường Giang là em năm nay là hai cháu. Một cháu gái lớn là 13 tuổi. Cháu nhỏ thứ hai là 3 tuổi. Và cháu mẹ đang mang bầu. Dạ, là hai cháu rưỡi hả? Là hai cháu rưỡi đó. Nãy giờ anh nghe nhiều giọng, anh thấy là sao giống giật mình quá mà không biết là ở ngoài có phát hiện ra mình hay không. Mình cũng là hồi hộp nha. Nói chung là các em hát rất là hay. Cảm ơn em rất nhiều, tấm lòng của em cũng như là trong đại gia đình, những người nghe nhạc Ngọc Sơn khắp các nơi mà em lại có được trời cho cái giọng hát ra được giống anh nữa và được mọi người yêu mến. Thôi chúc em và gia đình thật là sức khỏe thật tốt nha, hai con ngoan ngoãn học giỏi nha. Bây giờ anh có điều gì nói với anh ba không? Một câu gì đó chân tình. Anh ba là em hâm mộ từ thuở nhỏ mà không nhớ là từ khi nào nữa. Giọng hát của anh thì
mang đến cho em thực sự mà nói là không thể tả hết được. Em thực sự là rất là thần tượng và thích giọng hát của anh ba. Vâng, và cũng nhân tiện hôm nay chương trình thì em cũng xin được hát tặng tất cả quý vị khán giả ở đây và MC Trường Giang cùng anh ba ca khúc được mang tên Được Thời Lên Hương. Đầu xuân xin chúc muôn nhà yên vui, một năm an khang phát lộc phát tài. Xuân này hơn hẳn xuân qua, tưng bừng đua nở trăm hoa, rộn vang tiếng nhạc lời ca. Ngoài kia nắng thế lung linh môi cười, và đầy gió hát vui sao lòng người. Ở hiền gặp tiên, hữu duyên thiên lý ngộ, lời dành đã tới thắm tình xuân tuyệt vời. Đâu ai khó mà đời, bạn bè thôi ơi, gian khó qua rồi, dậy mà đi thôi. Đâu ai khó mà đời, những người thôi thương, may mắn đến rồi. Được thời lên như vậy là hai vòng đã trôi qua. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình, cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở cuối chương trình. Cảm ơn anh Trường Giang. Cảm ơn em, xin chào bạn. Và kính thưa quý vị thân mến, như vậy là nhiều cung bậc cảm xúc đã xảy ra, vui có, dễ thương có, giọng hát hay có, những câu nói đùa giữa các chị nghệ sĩ làm cho tinh thần mọi người ở đây cũng hưng phấn hơn. Và bây giờ sẽ là một món quà đến từ anh ba Cộng Sơn và doanh nhân ca sĩ Michael Lai. Đón chị về miền xuôi, đây đồng bằng xanh tươi, kia Trường Giang ngất trời, xuống Hồng Lĩnh sẽ ta ngọc ngà nước biếc sông Lam. Em sinh tươi Cao Bằng, anh bạn hiền Trà Vinh, đi Đồ Sơn thân yêu, về Bạc Liêu nghĩa tình, đến Quảng Nam núi thành bóng hình ôm tròn vào tim. Là bấy nhiêu tình thương, nhiều đêm thức trắng nhớ về gia đình, có ai bên mình những lúc ốm đau. Đôi khi nước mắt lưng tròng chứng kiến bao đau lòng cảnh ngộ thương tâm. Riêng tôi không phóng nhanh giành đường, và cũng không xem thường tai nạn hiểm.
dành một tràng pháo tay nữa cho Vũ đoàn Phương Việt và cặp song ca đình đám Ngọc Sơn và Michael Lan. Cảm ơn Michael Lan rất là nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ ba. Tiếp tục một ô cửa nữa sẽ được tắt đi. Anh Ngọc Sơn và vị trí các thí sinh tiếp tục được thay đổi. Và ở vòng thứ ba này chúng ta tìm ra thí sinh hát không giống ca sĩ Ngọc Sơn nhất. Và ca khúc được chọn vô cùng nổi tiếng được mang tên Lòng Mẹ. Thật sự là thưa quý vị, là nhìn lại những hình ảnh vừa rồi là mình cảm thấy rất là xúc động. Cái đầu tiên muốn hỏi là cái bài này mình sáng tác năm nào anh? Bài này sáng tác năm 87. Bao nhiêu năm học trường đại học thanh nhạc rồi chờ đợi, đưa lên bài nhớ là cái hát là thành bùng nổ liền ngay tức khắc. Sau đó về suy nghĩ đến ước gì của mẹ. Nói mẹ biết cái chắc mẹ vui lắm, nó cảm xúc bộc phát lên, đùng một cái viết lên rồi về thăm mẹ. Nói gì thì nói, hôm nay là có mẹ, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với mẹ về những gì mà chúng ta được thấy, được nghe, được biết và được hiểu về anh Ngọc Sơn. Cái tình cảm mà anh Sơn đối với mẹ như thế nào. Thì ngày hôm nay là cái số này là số của anh Ngọc Sơn. Mình ôm lại những kỷ niệm và anh Sơn thì rất là có những bài rất là hay về mẹ, về ba và về gia đình. Cái bài Lòng Mẹ này xuất phát cũng là từ cô, anh Sơn viết nên. Thì cái cảm nghĩ của cô về cái sự thành công, cái sự mong ước của cô còn gì hơn nữa hay không, là cái sự tự hào của cô như thế nào về anh Ngọc Sơn? Anh Ngọc Sơn thì là một người con rất rất là hiếu thảo. Ngọc Sơn mới biết nói thôi đã lúc nào cũng nghĩ tới cha mẹ. Ngoài kính mến cha mẹ ra thì Ngọc Sơn còn rất là yêu thương, quý mến tất cả các anh chị em trong gia đình cũng như là ngoài xã hội. Ngọc Sơn được trưởng thành như thế này thì cũng là nhờ như vậy mà cái sự thương yêu quý mến của tất cả các quý khán giả mọi miền đất nước đã dành cho Ngọc Sơn. Cho nên là tôi thì cũng rất vui mừng và cảm động. Ngồi trên xe nói Ngọc Sơn ơi, mẹ đi đâu á cũng thấy chỗ nào cũng khen Ngọc Sơn, mẹ mừng quá trời ấy, chỉ rớt nước mắt thôi chứ biết nói gì đấy. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều và chúc cho cô càng ngày càng nhiều sức khỏe hơn để bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho anh Sơn, cũng như anh Sơn sẽ có thời gian dài để phụng dưỡng cho mẹ thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, bài hát Lòng Mẹ của Ngọc Sơn là một trong những bài vô cùng tâm đắc, đi từ trong tim đi ra. Thế nên từng câu, từng chữ, từng lời không thể nào mà lẫn lộn được. Nếu như anh cất giọng thì một lần nữa sẽ là rất dễ dàng cho quý vị khán giả, cho các vị khách mời, nhưng sẽ là khó khăn vô cùng cho các bạn thí sinh. Và chúng ta hãy cùng chờ xem các bạn ấy sẽ cố gắng như thế nào. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta cùng đến với nhạc phẩm của danh ca Ngọc Sơn mang tên Lòng Mẹ. Chiều thu lòng nhớ thương ai, gió đưa man mác gợi những âu sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây, gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Già chờ con ngồi đếm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hãy âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Chờ mong tim con ngày tháng, lòng đầy đau sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa
về chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương có nghe trong mắt lệ thấm tuôn trào còn đâu bao dấu yêu xưa mà nay con đã đi xa mẹ già chưa mong con hoài. Như vậy nửa bài hát đầu đã kết thúc. Quách Tuấn Du, ô số 1 là người hát không giống nhất. Nghe là biết liền, giọng rất là non. Anh Bèo, anh thấy sao? Dù có ca giống cơ nào nhưng cái bài này là nó đi vào lòng người rồi. Thì nghe câu đầu thì nhắm mắt là biết giống hay không. Bởi vậy anh không cần nhìn số và nói là anh biết là số 1 không giống Ngọc Sơn. Sao, Lâm Vũ thấy sao? Anh chọn số 4 giống mà. Số 4 là không có giống đó. Vấn đề là số 4 là thấy là không bao giờ giống rồi đó. À, không có hồn gì hết. Đó, không, đó. Hát số 4 là thật sự hát mình biết là không phải của thầy mình đâu, thầy mình sao hát vậy được, đúng không? Cá cược luôn. Cả không, cả không. Nhưng đó là về tâm hồn thôi, nhưng mà lý trí thì mình không có chọn số 4. Tôi ngược lại, tôi chọn số 4 là ba Ngọc Sơn đó. Đang chọn là chọn không giống. Bây giờ cái giọng này là chọn không giống. Chọn không giống chứ. Chọn không giống mà. Lâm Vũ nói. Lâm Vũ nói là số 4 không giống, số 4 là không giống. Lâm Vũ phải giữ quyền mà cãi đi. Giang, đây là chọn không giống đúng không? Đúng không? Tôi thấy bây giờ nãy giờ cãi quá. Không bây giống giờ, Ngọc Sơn là ai? Không tranh cãi nữa. Bởi vì tranh cãi nữa thì cũng không đến đâu. Bởi vì trong trái tim họ đã có vị trí cho từng người. Chúng ta cùng nhau bình chọn. Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Chúng ta tiếp tục lắng nghe nửa bài hát còn lại để xem ca sĩ Ngọc Sơn và thí sinh bước ra từ ô cửa số mấy. Xin mời. Ba thân mến, học trò của anh, nam ca sĩ, dạo này chỉ chơi game ít hát Lâm Vũ. Đã khẳng định rằng người hát không giống nhất là ô số 4, đó là vị trí của anh. Anh nghĩ sao về điều này? Cái chuyện này cũng bình thường thôi. Tại vì điều đó khẳng định rằng game show này rất là vui. Không phải ai cũng nhận ra được giọng Ngọc Sơn khi hát một hai chữ bên trong. Còn rất nhiều các em, rất nhiều người khác hát những nốt có thể là đặt được những nốt cao thì dễ phát hiện ra giọng Ngọc Sơn. Còn những đôi khi những nốt trầm á, mình hát nhanh quá, đôi khi học trò mình mọi người nhận không ra là lẽ thường tình thôi. Em nhận ra hết á, nhưng mà tại em không thích Giang, em mỹ Giang cho thích cho Giang nói chơi thôi, chứ thầy hát bất cứ một nốt nào trò cũng nhận ra. Không cần trình bày, lên sóng chúng tôi có thể thấy những mấy cận hết rồi. Cái này mình nói thật lòng nè, đã hát hay rồi thì tập hát dở không được.
Chính xác. Vừa rồi là một cái khoảnh khắc mình trò chuyện cho nó vui. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem có bao nhiêu lượt bình chọn dành cho mỗi ô cửa. Bắt đầu. Kính thưa quý vị thân mến, lượt bình chọn thấp nhất có tất cả là 10 lượt bình chọn dành cho nam danh ca Ngọc Sơn. Có 22 lượt bình chọn dành cho thí sinh trong ô cửa số 2. Sẽ còn lại 2 lượt bình chọn, đó là 40 lượt và 28 lượt. 40 lượt bình chọn thuộc về ô cửa nào thì thí sinh trong ô cửa đó sẽ dừng cuộc chơi ở vòng thi đấu thứ 3. Và 40 lượt bình chọn sẽ dành cho ô cửa số 1. 28 lượt bình chọn sẽ dành cho ô cửa số 3. Và như vậy mình phải dừng lại tạm thời ở đây, bởi vì theo mọi người nhận định là mình hát không giống anh Ba Ngọc Sơn nhất. Xin mời bạn tự giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Trùng Vương ạ. Em sinh năm 1980 ạ. Em chạy xe ôm. Quê em ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Nhớ hồi xưa là anh Ba có về quê hát, lúc đó mình còn nhỏ nhỏ. Xin mẹ đi hát, gói đi coi anh Ba hát mà không có cho đi coi, rồi nằm nhà nghe thoáng thoáng anh Ba hát bài Lòng Mẹ Hai. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội được gặp anh Ba thì chúng ta ôm cái, đúng rồi. Sau đây em xin hát bài Đạo Làm Con ạ. Xin hát chung anh Ba Ngọc Sơn ạ. Con quỳ con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Năm dài tháng rộng gian nan nuôi đàn con cũng lớn nên ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vô tận vô độ. Công cha như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước biển khơi dạt dào. Thức trắng đêm thâu nay con về đây, bao năm ngược xuôi bôn ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chính suối trăng mây. Ơn sâu nghĩa nặng là đây, con luôn ghi nhớ suốt đời. Đạo con chữ hiếu ghi đầu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Vừa rồi là bạn trình diễn, là mọi người cũng thấy là bạn rất là cảm xúc. Ngọc Sơn thấy rằng giọng ca của em Trùng Vương rất là tốt, cả nhà thấy đúng không? Âm sắc rất là mạnh và có rất là có tương lai trở thành một ca sĩ có tiếng tăm. Ngọc Sơn cũng mong rằng giọng ca Trùng Vương qua cuộc thi này thì luôn luôn được đại gia đình khắp nơi đón nhận và sẽ trở thành một ca sĩ tốt trong tương lai. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là ở vòng cuối cùng này là vòng thi đấu thứ tư, chỉ còn hai thí sinh và nam ca sĩ Ngọc Sơn. Bây giờ hai bạn sẽ chuẩn bị bước vào trong hát bài hát cuối cùng ở vòng thứ tư. Tuy nhiên trước khi đến với bài hát đó, hai bạn sẽ có cơ hội thể hiện bài hát riêng của mình. Bạn sẽ giới thiệu bạn là ai và bạn sẽ trình diễn bài hát gì? Em tên là Lâm Ngọc Khang, em đến từ Bình Định. Em hiện tại công việc của em là bán máy nóng lạnh.
bán máy nước nóng lạnh là mình bán mùa lạnh, mình bán nước nóng hay là mùa sao? Dạ ông, em chuyên nhận về thi công đường ống nước nóng năng lượng mặt trời. À tức là mình, ai gọi alo à, tới nhà tôi lắp hệ thống mặt trời. Dạ. Cho nhóm nhảy của tôi tấn beo đây là mình tới mình lắp đúng không? Dạ, lắp nhà anh Trường Giang trước. Bạn sẽ trình diễn ca khúc gì? Một ca khúc sáng tác của anh Ban Ngọc Sơn, bài hát được mang tên Về Thăm Mẹ. Giọng hát rất là ngọt ngào, rất là dễ thương, rất là giống anh Ban Ngọc Sơn. Bây giờ mình sẽ giao lưu với người kế tiếp để xem bạn ấy tên là gì và công việc hiện tại. Xin mời. À, lời nói đầu tiên cho Lâm Ngọc Huỳnh xin gửi đến MC Trường Giang lời chào. Dạ. Dạ, gửi đến anh Ban Ngọc Sơn kính yêu lời chào trân trọng nhất. Em sống ở Mỹ, công việc của em là kỹ sư dầu khí. Cơ duyên nào mà anh về đây tham gia chương trình này? Anh chị em truyền tin cho nên mình nghe được rồi mình về mình tham gia. Rồi bây giờ anh sẽ có cơ hội trình diễn một ca khúc. Anh sẽ trình diễn ca khúc mang tên là gì? Yêu Dân Tộc Việt Nam. Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn yêu. Bây giờ mình thoải mái rồi thì bây giờ
Thế là cơ hội đến gần với giọng ca của anh Ngọc Sơn hơn. Mình hát cho giống hơn nữa. Sẵn sàng chưa? Mời vào bên trong. Hai bạn ấy đã rất thoải mái rồi. Tuy nhiên, lại một lần nữa làm khó cho hai bạn ấy. Bởi vì ca khúc sau đây là ca khúc kinh khủng khiếp. Mà ca khúc này ai cũng thuộc. Ca khúc được mang tên Tình Cha. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu. Ở cái vòng này lại một ô cửa được tắt đi. Những người còn lại sẽ vào trong ô cửa. Vị trí không ai biết. Ở vòng này chúng ta lắng nghe nửa bài đầu, sau đó bắt đầu bình chọn và đi tìm giọng hát mà quý vị nghĩ rằng đó chính là anh ba Ngọc Sơn. Nếu như thí sinh nào vượt qua được nhiều bình chọn hơn anh ba, ví dụ anh ba 20, bạn ấy được tới 30 lượt bình chọn, thì 30 lượt đó sẽ nhân 2 và mang về 60 triệu đồng tiền thưởng. Trong trường hợp không vượt qua được bình chọn của anh ba thì bạn ấy sẽ là người chiến thắng trong ngày hôm nay và được bước vào bán kết. Tổng số tiền thưởng là tổng số bình chọn nhân với 1. Anh ba đã sẵn sàng chưa anh ba? Sẵn sàng. Mời anh ba. Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu. Con nhớ mãi như ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong út con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh. Và cha nằm ôm con, sưởi ấm những cành dài. Nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho đến người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sống trong tim. Chúng tôi đã thấy sự xuất hiện của nghệ sĩ Tấn Bèo, Quách Tấn Du và Kheo Giót. Anh Tấn Bèo hiện tại đang nghiên cứu về hệ thống thiết kế của sân khấu, màn hình LED như thế nào. Chứ thật ra không biết anh ba Ngọc Sơn đang ở đâu. Bây giờ chúng ta phải hỏi bên phía gia đình. Anh ba Bèo thấy sao? Tôi không tin ai hết, tôi chỉ tin mẹ thôi. Mẹ xác định cho con số mấy mẹ
Mẹ cứ nói đi, con cũng là con của mẹ mà. Cảm ơn Tính Bèo. Thì Ngọc Sơn là số 3. Nếu mẹ nói như thế thì con không có quyền gì để cãi lại. Đa số tất cả mọi người đều nghĩ anh Ngọc Sơn đang ở vị trí số 3. Chúng ta xem điều đó có đúng hay không. Thời gian bình chọn dành cho tất cả quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Chúng ta hãy chờ xem nửa bài hát còn lại. Còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa. Bà cha nằm một con dưới ấm những và cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nhiều thì cho sạch rách sao cho thơ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Tất cả đều nghe rất rõ ràng, đơn giản, một chữ cũng biết được anh Ngọc Sơn đang ở đâu. Bây giờ chúng ta bắt đầu chờ đợi có bao nhiêu lượt bình chọn dành cho mỗi ca sĩ sau mỗi ô cửa. Từ đầu tới giờ, tất cả quý vị giám khảo khách mời đều lắng nghe và lựa chọn hầu như là đúng hết. Và 69 lượt bình chọn đã dành cho nam ca sĩ Ngọc Sơn. Như vậy là trong hai thí sinh còn lại, không bạn nào có thể chiến thắng được anh Ngọc Sơn. Và trong hai bạn, một người mang về 16 lượt bình chọn và người còn lại chỉ thua một lượt bình chọn là 15 lượt bình chọn. Ai mang về 16 lượt bình chọn sẽ là người đoạt được tấm vé bước vào bán kết và có cơ hội bước vào chung kết, mang về giải quán quân và giá trị tiền thưởng là 300 triệu đồng. 16 lượt bình chọn đó cũng chính là 16 triệu đồng đã thu về. Thí sinh bước ra từ ô cửa số 1. Xin chúc mừng.
Và ngay bây giờ đây, ca sĩ chính của chương trình là ca sĩ Ngọc Sơn sẽ cùng tất cả thí sinh cùng nhau hát một bài hát do chính anh sáng tác, được mang tên Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, trào dâng trong lòng anh đam mê cùng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khu nhà tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muôn ơi, rằng anh yêu em. Tình cờ mình quen nhau, trong ánh mắt em chờ. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi, trong trái tim mà. Mời cả nhà lên nhảy nhé. Và kính thưa quý vị thân mến, như vậy là thí sinh đoạt giải cao nhất trong đêm hôm nay sẽ có cơ hội bước vào chung kết. Nếu vượt qua được bán kết, mang về giá trị tiền thưởng là 300 triệu đồng. Nhưng riêng tối hôm nay bạn ấy mang về 16 triệu đồng tiền thưởng.